dài thiệt luôn nè, có ba đứa con trai nó kia đang sập tự nhiều lắm đó cô, sao còn nhiều lắm trời ạ. Em đi đâu? Em có ăn được cái nào không? Bữa ăn muốn sập cái dưới cái quần. Chúc cả đi ấy. Trời ơi, qua năm nha con. Năm nay bỏ đi nha con. Biết đâu sinh đôi sao? Một hoặc là hai đứa cùng một lượt xinh như mộng. Trời ơi, con tụi nó đẹp đẹp. Biết đâu đúng đôi nè, ngưng đấy. Cũng nó cấn đôi sao cái lý điện tử luôn hư bụng hết rồi. Lúc đó là chị em hết rồi. Trời ơi, con mấy con xịt lại cho mẹ. Thiệt luôn, một người tài hoa như thế này cũng xịt lại cho mẹ. Trời ơi, mẹ ơi. Trời ạ. Hai đứa đang ăn nghe nó không nghe mẹ sạch trong lòng bỏ luôn á. Chạy đi hả? Con đang mê cái tuần lỗi dưới đó. Trời ơi. Trời ơi. Sao vuốt vậy kì? Đó là từ trang mà. Vuốt dữ. Trong xuống dưới. Hiểu không? Vuốt dữ vậy. Đừng quá nó không đem áo dài đi cắm cam châu cũng bể đúng rồi, cắm châu cũng bể cái chớ luôn chờ luôn ok sống được chỉ không đẹp thấy không. Rồi, 2, 3, 8 nữa nha, 2, 2, nói nào vậy trời? Em hả? Nói ai vậy? Nghe nha, nghe nha. Ngoài giờ nữa không? Anh em mỏi chân quá. Đó rồi. Dịch ăn lên cái nè. Mày chụp coi chứ mày gầy tao quá, mày đứng không được. Mày gầy quá, mày chụp cái đường đi gầy nữa. Mày gầy tao quá. Nó chụp cái cái máy gì? Quán bánh để em ngồi chụp giùm mấy trăm, trăm chụp giùm mấy trăm. Được không? Được không? Được. Ôi ơi, con chó này. Nó mày mất tích luôn đi mày. Rồi, tập trung chuyên môn.